Cơ sở sản xuất chống chiêng chuông báo Tiên Di hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2022, đình Hoa Cuối ở thành phố Biên Hòa, Cù Lao Phố đã mang cái chống sửa tới tận cơ sở Tiên Di để thay mặt chống. Cơ sở Tiên Di có nhận sửa chữa thay mặt chống cho các đình thần, miếu, trường học, chùa ở trên các mọi tỉnh miền Việt Nam. Cơ sở nhận sửa chữa thay mặt chống mua chống mới thì xin liên hệ cơ sở Tiến Di qua số hotline 0973435444 để được tư vấn và đặt hàng. Đây đình hoa cuối, chống của cơ sở Tiến Di thay mặt chống cho đình hoa cuối. Địa chỉ của cơ sở là 621 quốc lộ 1K, phường Tân Lương Hiệp, thành phố Giang, tỉnh Bình Dương. Cơ sở Tiến Di là miễn phí vận chuyển ở tỉnh Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Các ngoài tỉnh trên thì cơ sở sẽ theo yêu cầu của quý khách hàng muốn cơ sở tới tận nơi, hoặc cơ sở có ship hàng tận nơi cho các quý thầy quý cô ở trên mọi miền Tổ quốc. Cơ sở Tiến Di xin chân thành cảm ơn các quý khách hàng đã tin tưởng sản phẩm của cơ sở Tiến Di. Đây là cơ sở Tiến Di có một cửa hàng tại 621 và một xưởng sản xuất là 6261 đường Tân An, phường Tân Lược, thành phố Giang, tỉnh Bình Dương. Quý thầy quý cô có thể tới cơ sở chúng con xem thực tế và tham quan xưởng sản xuất của bên cơ sở chúng con. Cơ sở Tiến Di xin chân thành cảm ơn các quý thầy quý cô rất là nhiều ạ. Nhà A Di Đà Phật ạ. Đổi tập vậy nha.